Chừng nào chín là nó sẽ cắt dây. Cắt dây ngày hai ngày đó nó mới như ấy. Ngày nó chưa chín. Trồng lên là đôi khi đâu có đi 10 cây thì đậu được 6 bình cân. Mình có đâu dùng cái đất ở dưới các anh trong số 8 trái đó mình lựa chọn là một trái dưa mình chỉ loại thì thông thường cái trái dưa nó ngon nhất nó sẽ nằm ở chèo lá thứ từ thứ 10 cho tới thứ 14 trong khoảng đó này nó leo một chút trên đây là các trái mà nó nằm ở cái chèo lá thứ 8 thứ 9 thấp dưới thì thường là cái trái nó sẽ bị nhỏ Thì cái phần hoa nó phải có hoa sẵn rồi mình mới đặt ong rồi. Nên nếu mà cái dòng cây xuống 40-45 ngàn hoặc là tới giai đoạn đó mà chưa